Mỹ nhân Cbiz cùng diễn cảnh bị bịt miệng, đố ai đọ lại Dương Tử, cô chấp nhét nguyên chiếc giày vào mồm. Hả? Cái gì vậy bà nội? Trời ơi, cứu tôi. Trong phim cổ trang Hoa ngữ, dàn nữ chính số khổ thường phải chịu đựng những nỗi đau mà chẳng ai có thể chịu đựng được. Họ thường bị hàm oan, chịu khổ tác động vật lý hay bị bịt miệng. Tuy nhiên, nếu Dương Tử gây choáng vì quá chuyên nghiệp thì Dương Mịch hay Juna đều gây cười vì giả chân hết cỡ. Hãy cùng xem thử khi diễn cảnh bị bịt miệng, sao nữ nào đáng khen ngợi và ai đáng bị lên án nhé. Cúc Tịnh Y. Nhắc đến cảnh bị bịt miệng, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ Cúc Tịnh Y trong Như Ý Phương Phi. Chưa bàn đến phục trang lộng lẫy và lớp trang điểm chỉnh chu như tân nương sắp lên kiệu cưới, đến miếng khăn bịt miệng của cô cũng khiến khán giả phải kêu trời. Bởi Cúc Tịnh Y sợ xấu đến mức yêu cầu stylist dùng một miếng khăn nhỏ xíu, gấp gọn như bánh quy rồi ngậm vào miệng một cách miễn cưỡng. Nét mặt cô khi đó cũng chẳng giống người gặp nạn mà như thể đang thách thức khán giả. Chịu thì chịu, không chịu thì chịu. Quan Hiểu Đồng. Trong bộ phim Tay Trái, Quan Hiểu Đồng chỉ có thể đóng vai phụ làm nền cho nữ chính Trần Đô Linh. Tuy nhiên, diễn xuất của cô lại thừa sức để đè bẹp đồng nghiệp không chuyên. Phân cảnh cô bị bịt miệng chân thật đến mức khán giả cũng phải thót tim. Từ chiếc khăn váy bẩn nhăn nhúm cho đến biểu cảm hoảng sợ đau đớn của Quan Hiểu Đồng đều xứng đáng được 10 điểm. Triệu Lệ Dĩnh. Trong bộ phim Sai Điểm Uyên Ương, Triệu Lệ Dĩnh cũng từng có một phân cảnh bị bắt và nhốt ở nơi xa lạ. Tuy nhiên, tạo hình bịt miệng của cô lại lạ lắm. Nhìn vào biểu cảm của Triệu Lệ Dĩnh, bất cứ ai cũng cảm nhận được sự cố gắng của cô khi phải cắn chặt miếng vải buộc lỏng lẻo để tránh bị rơi khỏi miệng. Tạo hình giả chân nhưng biểu cảm linh động của nữ diễn viên thì rất đáng khen. Dù không bùng nổ như những bộ phim sau này, nhưng cũng có thể coi là ổn. Dương Mịch. Trong bộ phim Cung Tỏa Tâm Ngọc, Dương Mịch từng khiến khán giả phì cười với cảnh bị bịt miệng. Có lẽ vì sợ làm đổi dáng mặt của Dương Mịch mà tổ stylist quyết định biến khăn bịt miệng thành khẩu trang. Kết hợp với ánh mắt chẳng chút biểu cảm của nữ diễn viên, nếu không nói đây là cảnh bị bắt thì chắc nhiều người nhầm lẫn cô đang đến vùng có dịch nên phải đeo khẩu trang để khỏi bị nhiễm bệnh. Juna. Thở mà lệnh hạn chế nghệ sĩ Hàn của Hoa ngữ chưa được phát động, Juna cũng hòa cùng trào lưu sang xứ Trung để đóng phim. Tuy nhiên, bộ phim Võ Thần Triệu Tử Long mà cô góp mặt lại rất mờ nhạt. Thứ duy nhất đọng lại trong đầu khán giả chính là phân cảnh cô bị bịt miệng bằng chiếc khăn kết nơ xinh xắn. Vì món đạo cụ bánh bèo này mà dù Juna đã cố gắng để diễn ra cảnh hoảng sợ thì khán giả vẫn chẳng thể đồng cảm với nhân vật được vì họ đang cố gắng để khỏi bật cười. Dương Tử. Trong bộ phim Trường Tương Tư gây bão màn ảnh Hoa ngữ mùa hè 2023, nhân vật tiểu yêu của Dương Tử thường xuyên khiến khán giả xót xa vì chịu quá nhiều khổ cực. Một trong những cảnh ấn tượng nhất là lúc cô bị trừng phạt và bịt miệng bằng một chiếc giày cổ trang rất lớn. Nhìn sơ qua nhiều khán giả sẽ nhầm lẫn đây chỉ là đạo cụ mô phỏng, nhưng thực tế đây là giày hàng riêu. Để có thể mang đến phân cảnh chân thật nhất cho khán giả, Dương Tử đã tìm đủ mọi cách để nhét món đạo cụ này vào miệng. Và sự chuyên nghiệp của cô đã được đền đáp xứng đáng, bởi đây được đánh giá là một trong những phân đoạn cao trào nhất phim. Màn bùng nổ cảm xúc của Dương Tử cũng lấy được nước mắt của nhiều khán giả.